But group Judy Soup put my bump on my can chinese on the wat and I nick yum subited maintain a ban to put my bump on such it make no with old my. I think I nick yum in with the old my mood that don't a gas for two pnu, like pump beer die. I cook about it ummed up from by bar. Jung, they sat the mean bump from that got come mong two pnu, puppet tongues now. I puppet cook about it ummed up on by. Hay vậy đây xong cái quạt đây chung ngay cứ nơi bắt tầm bồn và bắt tầm bồn trắng nhom thời ta phơi bị tàu muối bằng hàng bằng ôn bị biết tầm lang vía có đôi chi quân bị giải được bỏ tu nhom muối ní có đôi chi vậy đây xong khán cứ ít âm đọc bằng bay đại dương bằng bẹ và nơi lơ thùng muối ní và bạn môn đang chấp đam bị tàu bình rồi bỏ nhom nhom ở quân bộ máy bằng ôn được ở đại comment đại subscribe new channel របស់ ខ្ញុំ ក៏ ដូច ជា នៅ តែ បន្ត គាំទ្រ នៅ channel អសន្នសវត្ត អញ្ចឹង ចង់ បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី កុំភ្លេច ជួយ ចុច subscribe នៅ channel ខ្ញុំ បន្ត ផង បាទ ដើម្បី បង ប្អូន នឹង ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី បន្ត បន្តបន្ទាប់ ទៀត បាទ ឥឡូវ មុន នឹង ចាប់ ផ្ដើម វីដេអូ ពេញ ខ្ញុំ ប្រាប់ ពី កន្លឹះ ដែល យើង តែ ត្រូវ ធ្វើ មាន 3 សំខាន់ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ទូ ភ្ញាស់ ដើម្បី ឲ្យ វា ញាស់ បាន ល្អ Cũng đã cái bàn cực rõn Tí bí cứ chùm hai và bởi phê chùm hai tắc ai bàn cực rõn Và tí bấy nó cứ oxygen Và bây ai miên oxygen cực rõn nó không tu bỏ dưng Cứ cả thơ chuẩn lọc vào hào nó không tu nó ngay bàn trầm trớ Và tớ tu bỏ dưng nó nhô bàn lò Nhưng chẳng chùm nó bây dùm khăn năng cứ Bông bôn thơ chọn thơ tu đặc biệt mấy có việc nhô đại Chọn thơ một bí snow, chọn thơ một bí lăng, thơ một bí ตู้ประเภทขนาดถมขนาดโตยก็บ้านแหละสําคัญឲ្យតែមានកូកា 3 ហ្នឹងគឺตู้បងប្អូនញាស់ហើយបាទគឺកម្ដៅចំហាយហើយនឹងអុកស៊ីហ្សែនតែ 3 ហ្នឹងគឺល្អហើយទោះជាបងប្អូនធ្វើអូតូធ្វើវីដៃក៏វាញាស់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានសម្ភារៈអ្វីខ្លះដើម្បីតម្លើងទូភ្នាស់ហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងទៅតាមដានវីដេអូពេញទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1យើងមានប្រភេទអានេះធុងស្នោបងប្អូនណា ជាប្រភេទធុងស្នោធំបាទរហូតដល់150បាទអញ្ចឹងថា150បងចុះបាទណាអញ្ចឹងជាប្រភេទធុងស្នោធំតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានកង្ហារបាទនេះបាទយើងត្រូវមានកង្ហារបាទបាទត្រូវមានកង្ហារដើម្បីបក់ហើយនឹងវាយចំហាយបាទហើយនឹងកង្ហារដែលអាចទៅជា ការបើកចេញបាទហើយនៅពេលដែលលើកកម្ដៅវាបើកតែងហ្នឹងទៅប្រើកង្ហារបាទហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមានអំពូលបាទបាទតែមានពូលហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមានជើងពូលបាទនេះជើងពូលប្រភេទថ្មបាទគឺល្អមែនតើកម្ដៅក្តៅប៉ុណ្ណាក៏វាអាចទប់ទល់បានដែរវាអត់ងាយពុកអត់ងាយរលាយដោយសារកម្ដៅទេបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមានដុយបាទ ដូចឈ្មោះមួយបាទដូចសម្រាប់ដោតចូលព្រីភ្លើងបាទយើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតហើយបងប្អូនកុំភ្លេចឲ្យវាសំខាន់គឺខ្សែភ្លើងបាទយើងមានខ្សែភ្លើងចំនួន 3 ម៉ែត្រហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវមានក្បិតបាទនេះក្បិតសម្រាប់ជានៅប្លុកប្លោះដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មួយទៀតបាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺក្បាល បាទ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 
show mùi, ở ban chụp chơi và chẳng tỏ là tạm đàn vì tàu tự ở khí tâm đầu. Bà tụi mấy bóng ổn và tỏ bóng ổn khơi xóm thể rẹ, đại dương bằng hai mình hết và tạm bày tùm lãng tụp nhuô. Ở ban chụp chơi của dương thầm miền xóm thể rẹ tạm ổn nắng và chụp sách cứ thùng xin áo hay nâng các bài giám đọc bóng vấy cứ xâm khăn. Chẳng tỏ là tạm đàn rồi việc vừa tự ở khí nế và có phép chú subscribe channel khi mình đọc bối phóng đồng bày tựa bàn vì tàu thầm mấy và tỏ thiệt.
sạch luôn sẽ lại chỉ mới được chẳng hết có thể lạnh thầm nát buồn nát em không bao giờ buồn mất mệt chắc em sẽ lạnh buồn này Okay. Nah, tập dừng đã rút đi. Dừng đã, hai mà. Là vì ta dừng ta lẹ chỗ càng không là dừng chọn nó. Vì xuôn bằng, dừng đặt sai rồi chẳng này. Đặt sai rồi chẳng thôi. Chúng ta chọn đặt hai chỗ này là đặt trường phù bài một nhóm đặt trường phù của chúng ta bằng cài sẵn phải cài tiến rồi chúng bằng cài chỗ là bởi vì này nó và đó mới đặt chúng ta vào trường chỗ nó phải cắt đây chẳng nữa đặt sẵn đặt chỗ không tận đó rồi từ cái dương mưa bị một thằng khang đi rồi từ cái chiều được mà tập tốt mới vô tập bánh cài tiền thay đi lừa đó tập bánh cài tiền thay nó mới biết sắt lò bánh này vì lần hai con vẫn nó mới dùng đặt chân pu chân pu dùng bao vây chặt nó mới dùng băng cài tiền cho sánh băng cài tiền được đặt chân pu chặt mình lột xài mình phải bị đòn mình đòn đòn hơi cái lại nó kia vâng cái lại còn hai mươi chiếc từ hạt bột chanh và hai năng bột oxygen trong
ពេលដែលលើគេបើកចាញ់មកហ្នឹងបាទយកចោលវាប៉ោងចាំមកយើងដាក់កន្ហើបរបស់យើងចូលដែរបាទបាទលឿនមែនតើយើងធ្វើនេះគឺលឿនមែនតើចាប់រួចនេះបងប្អូនណារួចដល់ហើយបាទរឹងមឹងហើយបាទហ្នឹងយើងអាចដាក់ពូចូលហើយចឹងនេះប្រភេទពូនេះទីទៅតិចបាទពូហើយទេមកបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនមកកាន់ Channel សុនសវ័តបន្តទៀតហ្នឹងហើយហើយនឹងដាច់តិចបាទមិញរវល់ចឹងយើងតមេភ្លើងចូលសិនបាទនេះខ្សែរបស់យើងយើងរៀបចំរួចហើយគឺលេខបាទនេះឯងបងប្អូនណាបាទរៀងបច្ច្រាស់តិចដោយសារទូហ្នឹងយើងរៀងបវលមករៀងបច្ច្រាស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលេខវាគឺយើងមិនពិបាកទេខ្ញុំស៊ូមកចិត្តតិចទៀតបាទដល់បងប្អូនមើលឃើញបាទនេះគឺលេខ1314ណាអញ្ចឹងមេភ្លើងរបស់យើងគឺ1314បាទ1314អញ្ចឹងយើងចូលមេភ្លើងតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងsensor របស់វានេះគឺពេលបងប្អូនទិញមកគេតឲ្យស្រេចបាទប្រាប់គេតឲ្យស្រេចយើមិនចាំតអីបន្ថែមទេបាទ sensor ហ្នឹងបាទនេះបាទបាទលេខ1លេខ2លេខ3បាទហើយលេខ4លេខ5បាទ sensor វាកម្ដៅហើយនឹងចំហាយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទបន្តខ្សែនេះខ្សែខាងនេះបាទបន្តនេះបងប្អូនមើលលេខនេះខាងនេះណាបាទនេះលេខ23 24ណាបាទ23 24គឺយើងកំណត់ទៅលើប្រភេទចំហាយណា23 24បាទយើងកំណត់ទៅលើកម្ដៅហើយនឹងកង្ហារបក់បាទកំណត់លើកង្ហារបក់ហើយនឹងកម្ដៅបាទពីរហ្នឹងយើងដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងខ្សែ2បាទមួយវាណែនតិចមកបាទបាទហើយរួចហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រភេទខ្សែនេះខ្សែបើកចេញមកណាខ្សែបើកចេញហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំវាស់វាតិចខ្សែបើកចេញណានេះបាត់កត្រៃទៅណាបាត ខ្សែបឺតចាញ់បាទខ្សែបឺតចាញ់ពីទៅពេលកម្ដៅដែរពីលើសម្ដងម្ដងហ្នឹងលេខ15 16បាទបាទបងប្អូន15 16បាទអញ្ចឹងតន់ហើយបាទ15 16បាទអញ្ចឹងយើងបើក15ហ្នឹងតមក16បាននេះបងប្អូនឃើញហើយ15 16បើខ្ចៅទៅធូរតិចមកយើងមកចូលអាហ្នឹងបើកចេញដល់ពេលដែលវាលើសកម្ដៅវាបើកចេញតែម្ដងហ្នឹងហើយយើងតរួចរាល់ខ្លះហើយហើយបងប្អូនខ្លះក៏តាមតាន់ខ្លះតាមមិនតាន់ដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់ប្របាក់ទេខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដំបូងចាបាទ13 14គឺភ្លើងចូលហើយ15 16គឺនៅពេលដែលកម្ដៅលើសវានឹងបូតចេញបាទហើយ23 24គឺកង្ហារបក់ហើយនឹងកម្ដៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានលេខមួយទៀតគឺ13 14ដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យកង្ហារមួយនេះបាទនេះកង្ហារនៅខាងនេះបាទនេះខាងនេះបាទកង្ហារមួយនេះក្បែរអំពូលគឺឲ្យវាវិលដរិចតែម្ដងមានន័យថាវាវិលជាប់រហូតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតជាមួយភ្លើងចូលរបស់យើងខាងនេះបាទតជាមួយភ្លើងចូលខាងនេះគឺ13 14អញ្ចឹងកាលណាភ្លើងហ្នឹងគឺត្រូវវិល24ម៉ោងឬ24ម៉ោងបាទអញ្ចឹងវាវិលជាប់ហេតុអីចាំបាច់ធ្វើឲ្យវាវិលជាប់បាទដើម្បីឲ្យក្នុងទូយើងហ្នឹងវាមានខ្យល់បក់បាទគ្រប់គ្រាន់បាទបាទខ្យល់បក់គ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងផ្ដាច់ឲ្យវាស្ងាត់តែម្ដងក៏បានដែរគាត់ថាចង់ឲ្យមានខ្យល់បក់គ្រប់គ្រាន់ងាយស្រួលមួនងាយស្រួលកូនមួនដូចជាពងមួនវាទទួលបាននៅខ្យល់អុកស៊ីសែនក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅខ្យល់មិនល្អហ្នឹងបាទចេញចូលបានល្អ
cả nhà chúng ta vừa là chụp đấy cứ cồn món có vì xây nhau bàn lò đây cả nhà chúng ta chụp đấy bông món nó vì nhau máu ở xây lò thì à trà nhau tiệm chẳng nữa chẳng dừng thôi bạn đấy là mấy tuổi bàn phò lò nè nâng ngày hay sai đại dương mưa khơi như là nhảy rồi nhảy dương ai bà thôi vì sạt thì tới cho những ai chơi rung vi anh chẳng nữa bà chỉ ca chân này đặt vào bóng con bật hai tiệt tăng nè nè trong bàn cài tiền là bị chuột mà cái này nè bóng bóng tam đàn tặng ọc này bà cái nào bóng bóng thà tới mưa toàn thì bà chẳng mưa tam đầm na môi môi nữa bà bóng bóng mưa tới riêng dồn bà tại bóng bóng thà cứ ọt dồn thì bà chẳng chạy làng vinh và thay em tiền bà ní là bây đập bốn cầm đáy chỗ bà đập răng đập mối bớt chánh mà phải bây mà phải bốn cầm đáy hay nâng càng hạt bọ bà chạy làng vinh bà hai bà tọa món thế là càng hạt chấm hai bà ní càng hạt nơi càng ní đặt cầm bát ra con mới này bà cần hai đi xem nhạc bậc cao chấm hai bà cứ về miền tụ này tí xem nhạc bậc cao chấm hai tắt chứ nghe chấm hai nó cứ về miền chập đi lệ bà lệ đập prám nâng lệ đập bầm buồn mấy ông phố là lai dương một tạm là bị tàu bằng hai bà lai dương rụi rọ hai bà rụi rọ hai top sai phơi ngay nó rụi rọ hai bà lấy khi ông nâng thua tay về bà thua tay về anh trắng dương giờ biết đặt cái lái mà cái lái hai dương thừa tay vì đập lưng xả là bò mượn chẳng nè ok to bà xuống đây cũng mai bông bốn bà là tu bà dương đi rủi ro là hai bà rủi ro hai tại vì tàu đã bông bốn tam đan là hồi về đất xem là thừa bị xem to ấy nữa xem bằng hai nhỏ hai hay ní tu rủi ro hai ở đây xem đầu đôi xả tay là bò mượn đây cũng là ổn là mít ra bằng hai là dâm đâm bay tu nhiều tập hết thường sáu đẹp bóng bóng quạt có màu trắng nữa